mong đợi một buổi hẹn hò lãng mạn ư? Mặt đất là dung nham đấy. Hãy tự bảo vệ mình. Hồn để sau đi. Nhanh lên, nhảy lên ghế, đi văng, bàn hoặc máy tính tiền. Bởi vì bên dưới là dung nham đó. Xem video mới của Woohoo về thử thách dung nham nha. Tin mới đây, trò chơi phổ biến nhất trên thế giới hiện tại là sàn nhà dung nham. Dòng dung nham đang bao phủ hành tinh. Mặt đất đang là dung nham. Hãy tự cứu mình khi bạn có thể. Nhấc chân lên nào các cô gái. Xin chào thử thách. Chiếc máy tính tiền này phải nặng cả tấn đó. Các anh chưa biết gì sao? Mặt đất đang là dung nham đó. Chân của mình. Đừng ti hí nha. Ngạc nhiên chưa? Là sao? Chỉ là căn phòng trống thôi mà. Mặt đất là dung nham đấy. Ồ không, anh đang bốc cháy. Anh không thể thoát ra được. I'll be back. Chơi ném đĩa với Rhonda là tuyệt nhất. Cô ấy luôn ném đĩa ném sai hướng. Xin lỗi nha. Ôi không, lại sai hướng nữa rồi. Hãy khiến cho trò chơi thú vị hơn nữa. Mặt đất là dung nham này. Gì cơ? Được rồi, mình sẽ nhảy lên chiếc đĩa ở giữa không trung. Mình là nhà vô địch môn ném đĩa mà. Bây giờ đến lượt của cậu. Mặt đất là dung nham. Thử thách sẽ ập đến ở bất cứ đâu. Mặt đất là dung nham. Quả bóng tập thể dục của mình chả có tác dụng gì. Tôi làm được rồi. Cảm ơn nha Steve. Của bạn $2. Cảm ơn quý khách. Đây là biên lai của bạn nè. Gì cơ? Mặt đất là dung nham. Cô gái, vui lòng xuống ngay. Bạn đang làm gì đó? Nhìn nè, mặt đất là dung nham. Mình làm được rồi. Giơ tay lên. Đây là một vụ cướp. Đây là dung nham. Ồ không, những tên cướp cũng đang thực hiện thử thách. Nhưng cảnh sát không quan tâm. Tôi không chơi trò chơi này nha. Tôi sẽ đưa anh trở lại trại. Anh có thể hoàn thành thử thách của mình sau song sắt. Tôi không thể thôi nghĩ về báo cáo mới. Mặt đất là dung nham. Không đời nào. Chân của tớ ở trên bàn mà. Chân giả là mẹo mới cho thử thách dung nham của chúng ta. Cà phê này ngon thật. Gì cơ? Mặt đất là dung nham ư? Lại nữa à? Justin, em có tin quan trọng cho anh nè. Mặt đất là dung nham. Gì cơ? Anh không thể nghe thấy em. Hả? Tốt thôi, nhìn nè. Mặt đất là dung nham. Trời ơi, kết nối kém thật. Ai đó? Tôi đến đây. Đây là pizza của anh. Với topping này ư? Nghiêm túc chứ? Anh không gọi thứ này. Nó là gì vậy? À, mặt đất là dung nham. Thử thách vẫn chưa kết thúc. Này Rhonda, cho tớ xin cốc nước được không? Nhưng với một điều kiện. Mặt đất vẫn là dung nham. Được, chắc chắn rồi.
Ronda dùng ghế làm cà kheo. Cô ấy không sợ dung nham. Nước của cậu nè. Ô, xin lỗi, ghế của tớ bị kẹt trong dung nham rồi. Cảm ơn Ronda. Bạn không còn chỗ biết sao? May là vẫn có một mặt khác. Cậu sắp được ngạc nhiên rồi. Ban giám hiệu đang đến để thăm trường. Gì vậy? Giáo sư, ông đang làm gì đó? Một kỹ thuật giảng dạy mới à? Đừng nói với tôi rằng anh đang tham gia vào thử thách ngu ngốc đó đó nha. Thật đáng xấu hổ mà. Có đồ ăn gì trong này không ta? Chỉ có dung nham thôi. Mình khác quá. Của anh đây Justin. Cảm ơn em. Chà, nhìn cô ta kìa. Cô ấy chắc chắn đang tán tỉnh mình. Cái này dành cho anh đẹp trai. Gì chứ? Mặt đất là dung nham. Nghiêm túc hả? Ồ, số điện thoại của cô gái xinh đẹp. Mình sẽ viết nó ra. Thật là một ngày tuyệt vời để tập thể dục. Mình sẽ độ cơ bắp tay. Mặt đất là dung nham. Ủa, họ đã bắt được mình. Mình phải treo lên thôi. Như vậy tôi không thể tiếp tục nữa. Mình đang lặn trong dung nham mất rồi. Bài giảng này thú vị đến nỗi tất cả sinh viên đều ngủ gật. Nhưng giáo viên có một cách tuyệt vời để khiến tất cả bọn họ thức dậy. Mặt đất là dung nham. Điều này tốt hơn một chiếc đồng hồ báo thức. Hãy tiếp tục học thôi nào. Bạn không muốn thanh toán hóa đơn của mình? Chơi một trò chơi với người phục vụ nha. Đi thôi Melanie. Mặt đất là dung nham. Ồ không, này quay lại. Còn sếp của anh chị thì sao? Thử thách ở khắp mọi nơi. Justin nhìn đâu cũng thấy dung nham. Này, anh có lấy kem không nhỉ? Thật là một gã kỳ cục. Không còn bàn trống trong quán cà phê à? Nhưng có một thử thách đang diễn ra. Em yêu, cho phép anh nha. Mặt đất là dung nham. Oh, bây giờ bàn của chúng mình trống rồi nè. Các bạn, chuyện gì đang xảy ra vậy? Trà của anh đây. Cảm ơn nhiều. Melanie đang trả lời câu hỏi của hội đồng quản trị. Câu trả lời đúng đây. Mặt đất là dung nham. Chuyện gì vậy? Tại sao mọi người lại nhảy lên? Mặt đất là dung nham à? Đừng làm tôi xấu hổ chứ. Đó là câu trả lời sai Melanie. Dung nham thật sự sẽ trông như thế này nè. À, em hiểu rồi. Mặt đất là dung nham. Trò này vẫn tiếp tục sao? Nhìn thấy dép của anh không? Chúng có khả năng kháng dung nham. Vì vậy, anh có thể đi ở bất cứ nơi nào anh muốn. Nghe này, dung nham không đốt cháy anh. Vì vậy hãy nghĩ ra một thử thách mới và để anh yên đi. Bạn có thích thử thách của chúng mình không? Hãy bình luận bên dưới và cho chúng mình biết nếu bạn thích trò chơi mặt đất là dung nham. Và các bạn ơi, hãy đăng ký kênh của chúng mình, thích video này và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video mới vui nhộn nào từ Woohoo.